Hôm nay đó, cái lời nói của tôi chắc chắn là đối với quý vị thì nó phía sau của một cái nghề MC rất hoạt bát, rồi bao nhiêu cái sự xuất hiện của ban giám khảo rất là xinh đẹp, rồi lại trưởng ban tổ chức, rồi gia đình trưởng ban tổ chức làm một con chim mồi để cho tất cả chúng ta thấy, để chúng ta có thể hăng hái thi vào những mùa sau. Trong suốt cuộc thi này, tôi không nghĩ đây là một cuộc thi, mà tôi cho rằng là chúng ta đi theo tiếng gọi của trái tim mình, bởi vì chúng ta yêu gia đình. Thực ra quý vị cũng biết rồi đấy, cuộc đời của chúng ta, trước hết ta đến cuộc đời này từ trong gia đình của mình. Và khi chúng ta trưởng thành thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu, kết bạn rồi kết đôi. Và trước khi chúng ta trở thành một gia đình thì bao giờ cái mà ước ao của phụ nữ, của những cô gái mà trước khi lập gia đình đó là thấy cái anh này anh lộn thộn lắm, anh bừa bộn lắm, rồi anh ăn uống đó, anh cũng trễ nãi. Cho nên lòng mình ước ao rằng là đến một ngày nào đó em sẽ được nấu cơm cho anh ăn, sẽ được chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ. Bởi vì người ta nói vợ chồng là ăn ở với nhau. Không biết là các bạn gái có nhớ lại cái thời kỳ mà mình yêu anh ấy không ạ? Có đúng vậy không ạ? Có ai nói rằng dạ tôi chỉ thích lấy anh về, trừ trường hợp đặc biệt là anh Lâm Xuân đó, là anh thích nấu. Mà bạn Huyền Linh thì bạn ấy rất là dễ thương, là bạn nhường và không có giành. Còn lại đại đa số chúng ta đều có cái ước mơ mà lúc đó khi yêu là người ta nghĩ tới, người ta muốn có một cái gì tốt đẹp nhất để chăm sóc người mình yêu. Và chính vì vậy khởi nguồn của tình yêu, của đôi lứa, của gia đình đó là muốn chăm cho nhau bữa ăn giấc ngủ. Khởi nguồn là như thế. Thế nhưng mà rồi năm tháng nó qua đi, chúng ta về chung một nhà, và trong cái xã hội hiện đại ngày nay thì đã có rất nhiều gia đình để cái bếp lửa của mình nó lạnh tanh à. Muốn uống thì có nước suối có sẵn, muốn cái gì đụng tới alo là có tới, mà thậm chí không ăn thì đi ra ngoài ăn, lúc nào cũng phục vụ chúng ta. Còn một ngày nào đó thì cái bếp lửa của chúng ta nó lạnh rồi. Cho nên hôm trước đó, trong cái buổi mà chúng tôi chia sẻ trước khi chúng ta vào cái buổi thi chung kết hôm nay, tôi chỉ mong mỏi tất cả các bạn, mỗi một ngày vào bếp là một ngày chúng ta thắp lên cái ngọn lửa yêu thương. Người ta cứ than thở rằng tỷ lệ ly hôn bây giờ sao mà nó cao quá. Tôi nói rằng là để mà hôn nhân bền vững á, nó không có cái gì khó hết á. Nó nhỏ lắm, mà nó nhỏ tới cái mức độ đến mức mà giống như không khí. Chúng ta thở hàng ngày chúng ta đâu thấy quan trọng đâu. Nhưng mà khi chúng ta thiếu không khí chúng ta mới biết chúng ta cần giường nào. Cho nên hôm nay tôi chỉ muốn nói với các bạn, chúng ta mơ ước nấu cho anh ăn những bữa cơm, nhưng bây giờ ngồi đây thật lòng, những doanh nhân thành đạt vào bếp đã có lúc nào chỉnh mảng hay chưa? Chúng ta đến với cái cuộc thi này để chúng ta vấn cái tình cảm của mình đối với gia đình, và mở màn là hình ảnh các cháu lên biểu diễn văn nghệ cho mình xem. Cháu ơi mẹ cho ăn sao mà cháu nào nó cũng tròn, mà nó dễ thương quá, mà nó đáng yêu quá đi. Đó là kết quả của hoa trái tình yêu. Và tôi hay nói người phụ nữ chính là bác sĩ của gia đình. Và hôm trước tôi có nói về cái biểu tượng cao nhất của cái người chiến thắng hôm nay sẽ được nhận, mà nhà tài trợ nói rằng đó là cái thìa mà có viên ngọc trai rất là quý. Nhưng đối với tôi thì tôi lại nhìn thấy đó chính là một nốt nhạc. Và bởi vì chúng ta xem nó là một ngày vui, cho nên khi chúng ta vào bếp là chúng ta hân hoan, chúng ta vui vẻ. Và thưa với quý vị và các bạn, trước giờ người ta hay nói ăn để sống, nhưng tôi xin bổ sung thêm, bây giờ chúng ta phải khẳng định được là chúng ta sống để ăn, mà ăn những bữa cơm do những người yêu thương mình nhất để nấu. Mẹ tận hiến cho chồng, cho con những bữa ăn ngon lành, thì tại sao chúng ta không phải sống để mà cảm thụ, để mà thưởng thức? Cho nên hạnh phúc cho những ai, hạnh phúc cho những gia đình. Chúng ta luôn luôn có một người vợ, một người mẹ xông xáo ở bên ngoài xã hội, nhưng khi trở về gia đình, họ sẽ là những bếp trưởng trong ngoặc kép rất giỏi. Bởi vì không ai giỏi bằng mẹ trong bếp. Vì mẹ nấu ngoài cái nguyên liệu ra thì mẹ nấu bằng trái tim mình và bằng những nốt nhạc vui vẻ. Và vì thế tất cả mọi gia đình chúng ta có mặt ngày hôm nay ở đây, chúng ta sẽ có những bữa ăn không phải ăn để sống, mà sống để ăn những bữa cơm tình yêu, tình nghĩa. Và chúc tất cả quý vị đến với cuộc thi này chúng ta yêu nhau hơn,
Bởi vì trên đời này suy cho cùng, rồi chúng ta cũng chỉ mơ ước có một điều là ta được mọi người yêu. Và sao ạ? Chúng ta được yêu mọi người. Xin cảm ơn tất cả. Xin được chân thành cảm ơn cô. Mời cô nén lại sân khấu chút xíu với con ạ. Dạ, mời cô ở đây. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chị Huyền Linh thật sự là rất muốn được tiến lên sân khấu để gửi tặng hoa và quà cho cô, như là một cái lời cảm ơn chân thành nhất từ chương trình. Bởi vì thật sự những ngày vừa qua cô đã tiếp lửa cho các anh chị rất là nhiều, để từ ban tổ chức cũng cố gắng mà thành viên tham gia cuộc thi cũng đã ra hết sức mình ạ. Và một món quà rất là dễ thương, đó là một bó hoa tươi thắm và một hộp mật ong chanh đào để giữ gìn sức khỏe ạ. Xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Cô trao phát tay được quý vị. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý tiến sĩ Lý Thị Mai và xin được cảm ơn chị Huyền Linh ạ. Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần tri ân dành cho các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với Doanh Nhân Vào Bếp. Xin được trân trọng giới thiệu và xin được mời lên sân khấu đại diện của các thương hiệu sau đây: công ty Ngọc Trai Hoàng Gia, nhà hàng SHP Gourmet, nhà hàng và cà phê Bến Hẹn, công ty trách nhiệm hữu hạn Forsy Decor, Aka Furniture Group, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiếu Hải Sản, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoa Tâm Việt, công ty Lực Tính Anh. Xin được mời đại diện của các thương hiệu chúng ta cùng tiến về sân khấu ạ. Xin phép được trân trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ quà tặng Kim Phúc Nguyên. Xin được mời công ty trách nhiệm hữu hạn L'Oreal London. Xin được mời nhà hàng Vườn Chay. Xin được mời công ty rau sạch Tám Khỏe. Xin được mời đại diện thương hiệu mặt nạ The Week Hàn Quốc. Xin được mời đại diện trường dạy nghề ẩm thực Nestbase. Và xin phép được trân trọng kính mời đại diện của các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chương trình tiến về sân khấu. Xin phép được trân trọng kính mời Doanh Nhân Võ Thị Huyền Linh, trưởng ban tổ chức, sẽ cùng trao tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ chúng ta. Xin được nhắc lại các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chúng ta: công ty Ngọc Trai Hoàng Gia, nhà hàng SHP Gourmet, nhà hàng và cà phê Bến Hẹn, công ty trách nhiệm hữu hạn Forsy Decor, Aka Furniture Group, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiếu Hải Sản, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoa Tâm Việt, công ty Lực Tính An, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và tặng Kim Phúc Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn L'Oreal London, nhà hàng Vườn Chay, công ty rau sạch Tám Khỏe, thương hiệu mặt nạ The Week Hàn Quốc và trường dạy nghề ẩm thực Nestbase. Vâng, thưa quý vị, và trên sân khấu hiện nay đó là đại diện cho các thương hiệu đã tài trợ cho chương trình của chúng ta. Và quý vị thấy đó, ở rất nhiều những lĩnh vực khác nhau, đại diện của các thương hiệu ngày hôm nay đều đã có mặt để tham dự, chứng tỏ là chương trình của chúng ta đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất là nhiệt tình từ phía các doanh nghiệp. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, một lần nữa gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, thưa quý vị. Xin được chân thành cảm ơn đại diện các đơn vị tài trợ và xin được mời chị Huyền Linh cùng với chị Trinh Huỳnh sẽ nắng lại sân khấu. Và sau đây xin cho phép chúng tôi được mời lên sân khấu đại diện của các trang tin điện tử Phụ Nữ Hiện Đại, Tài Chính và Cuộc Sống, Tài Chính và Doanh Nghiệp. Xin được mời đại diện của các trang tin điện tử cùng tiến về sân khấu ạ. Thưa quý vị, trang tin điện tử Phụ Nữ Hiện Đại, trang tin điện tử Tài Chính và Cuộc Sống, trang tin điện tử Tài Chính và Doanh Nghiệp. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi ghi nhận là các anh chị đã có thời gian dành cho chương trình của chúng ta. Họ đã đến từ rất là sớm và cũng có nhiều quý vị ngày hôm nay vì một số những cái công việc cá nhân nên là họ chưa thể tham gia với chương trình, thì chúng tôi xin phép sẽ gửi tặng hoa và kỷ niệm chương đến các đơn vị bảo trợ truyền thông để thay cho lời cảm ơn từ chương trình của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay các thí sinh sẽ dự thi với hai món,
Một món là do ban tổ chức quy định và một món là do thí sinh tự chọn. Và chúng ta có thời gian là 60 phút để có thể trổ tài bếp trưởng thoải mái trong ngay gian bếp của mình. Kỹ năng thực hành sẽ là kỹ năng đầu tiên được đánh giá. Nhanh, gọn, sắp xếp tổ chức công việc khoa học hợp lý, phối hợp với bạn thi nhịp nhàng. Và đặc biệt, không lãng phí nguyên liệu. Lát nữa chúng tôi điền dòng mà dọn thấy cái gì bị bỏ để cho tôi trừ điểm, nhớ nha. Rồi tiếp theo ạ, chất lượng món ăn là chuyện hiển nhiên. Chúng ta sẽ phải quan tâm, đảm bảo mùi vị và màu sắc. Và món ăn phải thể hiện sự sáng tạo. Hồi nãy thí sinh nào nói là không có phần cho Loan ăn đâu. Dạ, nhớ nha, em nhớ mặt đó. Dạ rồi, tiếp theo, hình thức trình bày và thuyết trình cũng được chấm điểm ạ. Chúng ta có thời gian thuyết trình ngắn gọn, xúc tích tối đa 2 phút. Không dài, vì dài không đủ thời gian để nghe hết 10 thí sinh. Dạ, món ăn phải được thể hiện đẹp mắt và hấp dẫn, không quá là rườm rà, nhưng thể hiện được sự sang trọng, thực tế, tiện dụng khi bày món ăn trên bàn ăn gia đình hoặc trên bàn tiệc. Và thuyết trình đúng thời gian quy định, phải lưu loát, dễ hiểu, rõ ràng và mang tính chất thuyết phục. Và dinh dưỡng cũng được quan tâm, thực đơn phải hợp lý, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Và sau đây xin được trân trọng giới thiệu các thí sinh sẽ tham gia trong buổi thi chung kết doanh nhân vào bếp. Thí sinh nào được đọc tên xin vui lòng chúng ta sẽ đứng lên. Và chúng tôi sẽ mời các thí sinh chúng ta đứng lên chào mọi người thôi. Rồi khoan, mình ngồi xuống, mình khoan đi. Tại vì mình đi luôn rồi là ở đây không còn ai. Lát nữa chúng ta sẽ không nghe được những cái thông tin kế tiếp của chương trình nha. Mình đứng lên mình chào thôi. Rồi, đầu tiên xin được giới thiệu thí sinh doanh nhân Nguyễn Thị Huỳnh Hà, Phó Giám đốc Công ty Nhà đất Ban Mai. Dạ, thí sinh nào được đọc tên vui lòng đứng lên chào quý vị khán giả nha. Rồi, tiếp theo, doanh nhân Trảo Thị Hạnh, Giám đốc iBeauty. Doanh nhân Phạm Nguyễn Thái Hằng, Giám đốc nhãn hàng thời trang CIE. Doanh nhân Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc nhà hàng chay Fast Vegan. Doanh nhân Quách Kim Loan, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Tâm Đan. Doanh nhân Nguyễn Thị Xuân Mai, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Mai. Doanh nhân Nguyễn Thị Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hà Mỹ. Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Sương, Giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang Chuồng Chuồng ớt. Doanh nhân Phạm Hà Thủy, Giám đốc Premier Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Doanh nhân Nguyễn Đăng Hải Yến, Giám đốc tài chính công ty vận tải quốc tế DJH. Và một lần nữa xin được giới thiệu với quý vị là 10 thí sinh của chúng ta chuẩn bị. Chúng ta có hiệu lệnh thì sẽ cùng nhau tiến xuống phía dưới. Và để cổ vũ cho tất cả các thí sinh thì ngay giây phút này chúng tôi xin phép được mời các thí sinh thư giãn vài phút. Chưa thấy bắt đầu căng dữ quá. Dạ xả ra chưa có gì phải căng. Xin phép được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ doanh nhân Phan Thị Thu Thủy. Và một ca khúc rất là dễ thương để có thể chia sẻ với quý vị, động viên tinh thần trước khi chúng ta bắt đầu ca khúc Mỹ Nhân vào bếp. Dạ nếu như có thí sinh nam thì mình cứ tự chuyển qua là nam nhân vô bếp nha. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho doanh nhân Phan Thị Thu Thủy ạ. Thank you.
vui cho một ngày mới. Oh yeah. Rồi chị em ăn bao món ngon cho tôi bồi hồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào tôi cũng muốn bên con với niềm đam mê ngọt ngào. Doanh nhân và bé cũng đã vì con. Người tôi yêu nhất làm tôi ngây ngô, là người khiến tôi biết trái đất thành thiên đường. Thành vườn quấn ngập tràn là doanh xa. Về nhà thân mẫu để mình cùng con làm những món ăn ngon vui tận cùng với đời. Tình yêu và nấu ăn sẽ mãi là để chúng ta vừa thấy xuất hiện trên sân khấu là thạc sĩ kinh tế Tony Ngô, ông xã của chị Phan Thị Thu Thủy ạ. Và thêm nữa là những cái người bạn và những cái người rất là yêu thương chị Thủy với những bó hoa tươi thắm dành cho chị. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đến với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, Mỹ Nhân Vào Bếp, và được doanh nhân Thu Thủy viết lời để dành tặng riêng cho chương trình của chúng ta. Chắc chắn đó là lời động viên dành cho tất cả các thí sinh. Bây giờ thì các thí sinh thân mến, 1, 2, 3, xin mời đứng dậy. Các thí sinh
vô lòng, vô cái khuôn khá không trả được em. Xin cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Các cụ gia đình của mình, xin cảm ơn các chị. Gọi Phật, cái này gọi á, mọi người dùng thử á thì chấm ăn chị có cảm giác nào. Với cái tô em nấu ấy, cái lượng nước nó to, nó hơi nhiều. Thì bản thân cái con nêu á, là cái vị rất là đậm đà. Chị Lan ơi, cho em hỏi xong cái món cơm của chị á. Cần nêm thêm cái gì khác. Thường là nếu mà chị nấu ở nhà, gần như không bao giờ cần nêm cái đó. Ví dụ bây giờ là cái món gỏi này là cái món gỏi của ban giám khảo ban tổ chức thì nghĩ mà em đặt vô trong cái món canh này là cái con phải nấu, thứ nhất là hai cái nó đều có cái gì chua chỗ đó, thứ hai là hai cái nó là hai sản phẩm và một bữa cơm của mình không thể nào có hai món hai sản phẩm. Các thí sinh đã thấy các trình bày của thí sinh hai ngày trước nào? Nhưng gia đình mình làm đó thì sẽ không bao giờ cho nếp vô đó. Mà lý do là giống như mình đi cái nhà hàng này, nhà hàng kia, cái độ dày mỏng nó giống nhau. Và tại sao cái chỗ mà ăn giòn nó tan mà nó mềm, giòn mềm nha. Còn cái chỗ rất là giòn, giòn cứng, là giống như cái hiện trạng của chị đây. Thì lý do làm sao? Là cái này là ta chọn cái gạo thật là khô. Cái nếp là phải dẻo, thì nó là 8 phần gạo, 2 phần nếp. Nhưng mà khi để cho nó nguội hết rồi lúc đó ta mới nhận thì không bao giờ nó bị dính. Đúng không? Thì không bị dính như vậy mà khi mà mình chiên rồi đó, dù cái miếng cơm mình nó có khô như thế nào, nó nguội như thế này thì nó vẫn giòn như thế. Cho nên là mình chỉ một trong những cái mình chọn đừng bao giờ để hai cơm này. Còn nếu mà đặt cái cơm này mà ăn với cá cá này thì cái này món ăn miền Nam mà đúng không? Thì nó phải có mỡ hành. Em hiểu nó không? Đó. Thì nó phải có cái mỡ hành đi theo. Thì lúc mà mình chiên nó nóng rồi mình rưới cái mỡ hành lên thì nó giữ được. Thông báo chúng ta còn 2 phút sẽ kết thúc phần dự thi của các thí sinh. Chúng ta còn 2 phút. Mời các thí sinh tích cực. Chúng ta hoàn thành thật nhanh lên, 2 phút nữa rồi. Nguyễn Thị Huyền, món từ chất cắt xe, món ban tổ chức quy định nấm đùi gà kho. Và tất cả quý vị chúng ta đến cổ vũ cho các thí sinh. Xin phép là mời quý vị chúng ta chuẩn bị, chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Sau khoảng là ít phút nữa, thư giãn nghỉ ngơi, tắm hồ, xả nước, thoải mái. Dạ, vừa hỏi gì? Là tất cả là phải hấp. Chấm này hấp, hấp đến độ nó mềm. Vâng, và bây giờ thì thí sinh nào hoàn thành xong phần chấm thi của mình, chúng tôi xin phép là sẽ chuyển món ăn thí sinh đó đến với vị trí quy định. Và chúng ta sẽ chuẩn bị để tiến hành set up luôn khu vực bên dưới các thí sinh đang thi để chuẩn bị cho buổi tiệc gala dinner tối nay ạ. Bây giờ mà ăn chay rồi mà em kiến có nên là tiền tối là đường chắc mình phải nướng đi. Nướng mà không phải là ta nướng cho cháy đâu, nướng cho cục cải cháy là chín. Khi đó nó trở thành là cái chất đường rồi, nó ngọt mà nó không có nồng cục cải. Cái này là sao hải sản phải không? Ban tổ chức xin được thông báo vào đúng 6 giờ ngày hôm nay với các thí sinh của chúng ta và trao giải thưởng cho các thí sinh tham gia cuộc thi do Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Yeah.
cảm không ạ?